167 đồng chí là bí thư chi bộ, trưởng thôn khu phố của 21 xã phường trên địa bàn đã tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2020 vừa được khai mạc sáng nay ngày 22 tháng 9 tại hội trường Ủy ban nhân dân phường Đông Triều do thị ủy tổ chức. Dự khai mạc lớp tập huấn có đồng chí Nguyễn Văn Ngoãn, Phó Bí thư Thường trực thị ủy. Trong thời gian một ngày, các học viên sẽ được nghiên cứu 4 chuyên đề chủ yếu do các đồng chí trưởng các ban xây dựng Đảng trực tiếp truyền đạt, bao gồm công tác dân vận của Đảng, công tác chỉ đạo quán triệt triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác tư tưởng của Đảng, phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ đảng viên ở cơ sở, công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật của chi bộ, đảng bộ cơ sở, tổ chức cơ sở đảng và nhiệm vụ của chi ủy, bí thư chi bộ, công tác tổ chức của chi bộ, đảng bộ cơ sở. Đây là các chuyên đề rất thiết thực và sát thực tiễn. Các kiến thức, kỹ năng quan trọng được cập nhật, trang bị sẽ giúp cho đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn khu phố đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ, điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn và phát huy tốt nhất vai trò của mình ở cơ sở trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo công việc hàng ngày, hàng giờ tại thôn khu.